Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Kaline 700, một thương hiệu xe mà nó mới du nhập về Việt Nam của chúng ta cũng được một thời gian, cũng không phải là quá dài, nhưng mà nó rất nổi lên về những chiếc xe đạp mà cấu hình cao và giá cực kỳ là hợp lý. Thì hôm nay em về một chiếc mẫu xe XDS Kaline 700 trang bị full bộ chuyển động Shimano DOG và bộ sóc hơi. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì là từ nhôm. Màu sơn hôm nay về là màu xám tàn thuốc phối với sơn vàng, cực kỳ là đẹp mắt và thể thao. Được trang bị tất cả full bộ chuyển động Shimano DOG, cũng rất là cao cấp của dòng Shimano về địa hình. Bộ bánh 27,5, mà cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 10,5 triệu cho cái cấu hình một option này, rất là hợp lý trong cái mức giá 10 triệu. Tất cả đồ DOG, phanh dầu Shimano và có khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái. Hiệu XDS Kaline 700. Bộ giảm sóc hơi theo xe. Vành bánh Mayer Lovatec đi vòng. Toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng các bác nhé. Toàn bộ xe này là đồ nguyên zin hết. Bộ lip 10 tầng cộng 3 tầng đĩa cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Bộ cặp vành Mavic. Cặp vành Mavic thương hiệu Pháp. Rất là xịn. Đó đâu. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 57 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 1m72-73 đi là phù hợp. Bộ đồ DOG với 10 tầng lip và 3 tầng đĩa cho xe có 30 tốc độ khác nhau, chuyển động thì cực kỳ linh hoạt mượt mà. Và giá bán của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video chỉ có 10,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.